Xin chào. Chào cả nhà, chào tất cả mọi người buổi trưa. Bữa nay 30 Tết rồi. Thì 30 Tết thì sớm giờ cũng đi cúng về. Xong rồi có anh hai, anh chồng á, ảnh ở dưới Đài Trung ảnh lên á, về ảnh cúng tổ tiên á. Rồi chiều nay ảnh về nhà rồi. Cho nên là có ít dâu hái về, hái đặng biếu cho ảnh ăn Tết. Bây giờ ra đi hái dâu. Cái này nè, cho cả nhà xem cái bao lưới này mình mới đặt mua đó, đặt mua cái này, đặt mua trên mạng thôi, còn bình thường đi ra vô các tiệm giống là mua không có đó, nó rất là tiện luôn. Thì mình cũng đang rất là chọn cái bao lưới này nè, cái nó tiện, nó có 2 cọng dây rút, nó vừa đủ bọc dâu nữa đó, nó không bự không nhỏ, vừa vừa hen đó. Bây giờ mình đi hái dâu. Thì hái dâu thì chuẩn bị ảnh đem về xa đó, cho nên là mình để trong cái thùng xốp này nè, để trong cái thùng giấy này nè, rồi để cái miếng xốp thì mình để vô luôn cho nó khỏi bị dập. Cho nên hái xong là mình đặt nó vô luôn, mình không có lựa tới lựa lui nữa ha, để cho nó dễ bị hư đó. Nhưng mình hái dâu đường xa thì mình hái một lần á, mình để vô chỗ đó luôn, mình lấy cái miếng mút hay là miếng giấy gì đó, mình lót nó lên cho nó mềm với trái dâu, cho nó đỡ với trái dâu á. Rồi xong là mình cứ đem về tới nơi luôn, chứ đừng hái rồi giục vô trong vỏ rồi cái hồi cái sách đi lựa lại nữa, cái trái dâu mình nó dễ bị dập lắm. Bự chưa? Mưa, chờ ổng mưa ha. Ở bên đây thì hồi chiều qua ổng mưa. Ổng mưa một chiều qua rồi mưa sáng đêm luôn. Tới buổi sáng nay vẫn còn mưa lâm râm, rồi cái trưa cái ông tạnh này, ông tạnh mưa được một tí. Nên mình hái cảnh thì những cái trái mà nó chưa có mùi lắm mình cũng hái ha. Cái bao lưới này á, nó dễ, rất là dễ mở luôn, nó không có chặt, không có khít. Này cả nhà xem cái chờ ổng mưa, tối hôm qua ổng mưa mà cái trái dâu mình nó nứt rồi nè, nó nứt rồi. Mình thưởng thức thử cái ngọt không em, chùi chùi ăn ha. Rất là nhiều nước luôn, ngọt. Nó vẫn ngọt, không có lạc gì lắm. Mình cứ sợ là chợ qua tối qua mưa cả đêm á thì cái trái dâu nó sẽ bị lạc, nứt thì tất nhiên nó phải nứt rồi đó, mình sợ là nó bị lạc, nhưng mà nó không có lạc, nó vẫn ngọt, nước nhiều. Mưa có đêm ngày qua thôi mà dâu nè nứt hết trơn rồi đó. Dâu này là dâu bạch tuyết hồng. Rồi đây, nó có cái ngó nhảy ra nè. Rồi mình cũng lấy ngó nó luôn nè.
trái nó còn hơi bị trắng. Hái trái đây thôi. Màu. Mà trái đây nó muốn hư rồi. Cái này nó bị ngâm nước nhiều quá nè. Nhà xem cái dâu nè, nha trái nè, rất là bự luôn, bông rất là nhiều luôn. Dâu của mình nó trời ổng nắng á, 2-3 ngày là mình hái được rồi, nó mau chín lắm. Đó, trái này bự chưa? Đó, quá đẹp luôn. Thì nói chung ảnh lên á, nhà mình vườn á có cái gì thì mình hái cái đó, kiểu như rau rồi nè, mình thì hay trồng rau, có rau gì thì hái rau đó, tự trồng á, thuốc men ít nè, đem về tặng cho anh chị thì cảm thấy nó quý hơn, quý hơn là mình đi mua. Mua thì tất nhiên là cái gì cũng vậy, nó phải đẹp rồi, nó phải đẹp, nó phải bự rồi, nhưng mà nó không có quý bằng. Những cái trái này nứt quá. Đây, có trái này bự nữa nè. À, chưa, cái này bỏ trong cái bọc nó bị nứt quá, mình để vô nó sợ nó bị dập. Ghê không? Những cái trái nó chưa có đỏ lắm thì mình để nó đi ha. Rồi bây giờ mình lên sân thượng hái tiếp ở trên sân thượng. Đó. Ở dưới đây hai hàng dâu thì hái được nhiêu đây. Cả nhà xem không tệ lắm ha, cũng đẹp lắm chưa.
Rồi giờ mình lên sân thượng ha. Rồi mình lên tới sân thượng rồi. Đây Tết nay cũng có bông ngắm rồi nè. Đó, ở dưới đây thì ở trên lầu đây thì bông nó nở nhiều hơn. Có con sâu nè. Nó nhiều hơn ở dưới lầu qua đợt rồi. Đây nó sâu lông nè. Đó cả nhà mà trồng dâu á hay trồng bông rồi đó thì mùa này cũng rất nhiều là sâu lội loại sâu lông này ha. Cho nên là cũng cẩn thận phải ca coi thường xuyên đi đi coi á. Có sâu thì mình diệt sớm. Chứ để nó ăn hết. Đó. Bông đỏ đẹp không? Nó không tàn rồi. Bông màu vàng cũng rất đẹp nè. Rồi bây giờ mình hái dâu tiếp ha. Bữa nay mình thấy dự báo thời tiết nói là bữa nay mưa rồi, mai là trời nắng rồi. Mình gấp nó lại, mình để lên lớp trên đây nữa. Đây, cái trái này cũng bự chưa nè. Nó mình gấp hai lần những trái kia. Cái bạch tuyết hồng này mình cũng hái được rồi nè. Đẹp chưa? Rồi cái này mà chân đế chắc đẹp lắm đây. Mình kiếm chậu nào mà trái nhiều quá rồi đẹp đẹp á, cái mình đem xuống dưới nhà mình để trên tết ha. Nhưng cái chậu đây thì nhìn rất là đẹp luôn đó. Cho mọi người xem đẹp chưa, ra bông rất là đẹp luôn. Mình trưng trong nhà nó thơm. Nó thơm mùi dâu lắm. Trái nào chín mùi quá thì mình hái đi. Còn mà nó chín hơi hơi á thì mình để dành. Cái trái bên kia nó bị hư rồi. Thấy là nó uổng không? Đó. Đây. Sao mà nó bị nấm rồi nè. Nó bị nấm rồi cả nhà ơi. Đây. Nó hai chưa chín mà bị nấm rồi đây nè. Hai trái. Cho nên là mình không phát hiện sớm là nó bị lây á. Nó lây qua trái này, nó lây qua trái kia luôn. Rồi cái trái này chín quá không hái nè. Cũng để không thấy nè. Quá uổng cho dâu.
Mấy cái chậu bạch tuyết đó mình để đó mình chưa hái ha. Tại vì bạch tuyết trắng đó mình muốn lựa cái bọ chậu nào đẹp á, đem xuống mình trưng Tết, bỏ dưới nhà cho nó thơm, cho nên là chưa muốn hái. Còn những cái đây thì nó cũng hư luôn rồi đây, để đây hồi dạt. Bị hư nữa rồi. Em bị thối chứ. Cái này em, cái dâu này là cây cây dâu Nhật. Ngọt thơm lắm. Nhưng mà bị hư rồi. Trái này dơ quá nó cũng bị hư. Hai đứa con mình nó ham chơi rồi. Nó không chịu lên. Nó không chịu lên phụ. Cái này á, nhìn nó đỏ thì nhiều nhưng mà nó không có ngọt lắm nha. Cái dâu đây nè, cái bên đây nè, chỉ có cái chậu đây nè. Nhìn nó gì nè, nhìn nó sáng láng vậy chứ mà nó ăn không có ngọt bằng. Có ăn tạm được, nhưng mà trái rất nhiều hơn. Lấy con lưới mà bọc trắng hết trơn cái cây. Nhìn là thấy thèm vậy á.
Mình làm giống người ta bán không? Đó. Không tệ. Trái này chắc cũng bị hư rồi nè. Thấy cái mùi là chưa, nhưng nứt rồi. Lớp nào hư rồi lớp nào chim nó gỉ á. Chim nó cũng ăn nữa nè. Mấy trái mà chim nó ăn á, ngọt lắm luôn. Nó còn hơi xanh mà cũng ngọt nữa. Hết cái miếng lót rồi, không có lấy thêm, để đại lên đi. Cái dâu này nè cần làm lại ha, nó bị lá già đó, bị gợp nhiều lắm rồi, cần làm lại. Này, nó bị hư rồi.
Đây có mấy trái bự nữa nè. Wow. Này nè. Nó đẹp chưa? Lựa trái đẹp đẹp mình hái. Mình lựa cái nào mà đẹp đẹp á mình hái hết rồi. Còn trái nhỏ nhỏ á thì mình rảnh mình đi móc mót lại coi cái nào ăn được. Thì mình thấy nó cũng bị hư, bị nứt, bị ấy rồi nhiều lắm. Kệ nó đi. Thì ở nhà thì ăn sao cũng được. Còn hái đẹp đẹp này mình sẽ đi cho. Nó. Rồi được nhiêu đây. Đó, nhiêu đây chắc cũng được 2 kg dâu á. Lớp dưới lớp trên. Cũng được 2 kg dâu á. Rồi hôm nay lên chia sẻ vườn dâu tới đây cho cả nhà cùng xem. Cũng năm mới chúc bà con cô bác gần xa. Chúc tất cả mọi người ăn Tết vui vẻ. Năm mới phát tài, phát lộc, luôn được nhiều sức khỏe ha. Rồi, bye bye.